chào cả nhà. Xin chào cả nhà đã trở lại kênh của hai vợ chồng mình nha. Cả nhà ơi, hôm nay hai vợ chồng mình sẽ làm cái món cá lóc hấp bầu nha cả nhà. Thì ở trên gãy của mình ở chợ ảnh là cha có trồng được một dây bầu dài, thiệt là dài nhưng mà trái rất là nhiều. Trái con, trái lớn gì quá trời luôn. Bây giờ hồi sáng mình đi chợ mình mua được hai con cá lóc đồng á. Anh Khoa ảnh thấy trái bầu cái ảnh thèm cá lóc hấp bầu. Cái hôm qua ảnh kêu á, em ơi mời đi chợ mua cá lóc về hấp bầu cho năng nha. Cái sáng mình đi chợ cái mình mua được hai con. Rất là ngon luôn, hai cá rất là to. Mình sẽ chế biến bằng con cá xong rồi chẻ trái bầu ra bỏ con cá vào hấp. Ngọt lắm đó cả nhà. Thôi bây giờ sẽ rủ cả nhà cùng đi vào bếp với hai vợ chồng mình để làm món cá lóc hấp bầu nha. Là hai con cá lóc mà mình mua về, giờ anh Khoa đã mần sạch cho mình rồi nè. Mình khứa cái miếng thịt nó ra vậy để hồi mình ướp nó mau hấm hơn. Và đây là hai trái bầu. Đó, hai trái bầu ở trên rẫy của cha mình trồng nè. Một trái bự và một trái bé. Đây là anh Khoa, còn đây là mình. Đây là anh Khoa, còn đây là mình. Ở đây thì mình có gia vị, ở đây thì mình ướp với hành tỏi. Mình đã phi lên cho nó thơm rồi. Và ở đây mình sử dụng thêm là hành lá. Trong đây thì có muối, đường, bột ngọt. Bây giờ thì bắt đầu mình sẽ ướp nha. Mình có chuẩn bị sẵn một cái thao để giờ mình ướp cá. Rồi bỏ vô anh ơi. Cho hết cái hỗn hợp gia vị vào. Đó, mình bỏ hành vô, muối, đường, bột ngọt và hành phi vô, hành với tỏi phi. Mình cho vô đây thêm một xíu tiêu nữa nha. Cho nó hơn tanh. Cho nó hơn con cá chứ không gì hết. Rồi được em ơi. Quay đều, trộn đều lên. Thơm quá, bả tỏi với hành phi thơm quá. Hành lá nữa, cái nào cũng thơm hết. Rồi, gia vị của mình đã trộn đều rồi nè. Bây giờ thì sẽ lấy cá bỏ vô. Bỏ cá vào. Hai con cá rất là ngon luôn. Bỏ con này vô luôn anh. Chưa, mình trộn từng con đi. Trộn từng con hả? Mình tẩm vô cái thịt nó, từng cái sứa vô nó. Chiếc vô mấy sứa này mình cho nó. Chật lét nó. Ngọt. Nó thấm đều thì nó sẽ ngon hơn. Mình bỏ vô hành phi với tỏi phi gì này nó cũng làm cho con cá mình nó bớt tanh. Nãy mần con cá thì anh Khoa cũng đã có trà chanh, trà tắc rồi. Con cá nó cũng bớt tanh rồi, nó hết tanh rồi. Rồi con đó được rồi anh ơi, bỏ con này vô luôn đi. Thơm quá, gia vị thơm quá anh. Đây là nó ra nước rồi đó anh. Đây là con cá đồng chính hiệu. Cá lóc đồng tại quê. Hai con cá ướp xong rồi nè, giờ mình sẽ để đây khoảng nửa tiếng cho nó thấm gia vị. Trong thời gian đó thì mình sẽ đi chế biến hai trái bầu này nha. Rồi giờ anh Khoa sẽ chẻ ra. Chẻ bảy ba hả? Cái này chắc số tư quá. Kệ nó đi. Bên bự, nói chung là bên bự bên nhỏ là được. Trái bầu này nó quá bự. Ngọn cá chắc ủa trời gầm quá trời. Sắp mưa nữa rồi. Trời chuyển mưa nữa rồi cả nhà. Vào mùa mưa mới quê mình rồi đó. Ủa cái bầu hết nói rồi. Hết nói nổi. Già không? Ngon. Tế bầu mình á hơi hơi rồi, chuẩn bị già thôi chứ chưa già lắm. Không, nhưng mà cái ruột này mình sẽ móc mình bỏ. Để anh chẻ luôn cái này thì mình móc luôn. Rồi chẻ luôn đi. 73 nha. Giờ nạo ra. Anh sẽ làm cái đường trước. À, lấy con dao cắt. Nè, lên rồi nè. Sắn vậy luôn á hả? Anh làm giống cái đường rảnh quá. Cái hộp này hơi cứng rồi. Mình thấy vậy thôi chứ nó mềm em. Nhưng mà mình ăn cái giờ mình lấy cái vỏ mình ăn mà. Đó. Cái hộp. Ồ, hộp thấy ham không? Đó. Khoét một lỗ để hồi mình để con cá vô trong này. Rồi giờ mình sẽ móc ruột hết hai trái này luôn nha cả nhà. Hai trái bầu của mình móc ruột xong rồi nè. Và ở đây cái nắp mình có tạo hình luôn rồi nha. Tạo hình vây cá. Rồi giờ anh Khoa sẽ bỏ vô giùm mình. Bỏ vô đi anh ơi. Cái trái bự này chắc bỏ hai con vừa luôn quá anh. Vô. Trái bự vô. Lật cái lưng lên anh ơi. Lật cái lưng lên anh. Vô vô mình sắp xếp nó lại. Vậy được ha. Rồi bỏ vô. Cá nó hơi bị dùng lưng à. Cho vô trái nhỏ luôn. Bé nhỏ cho vô trái nhỏ. Vú cái đuôi vô mà thấy cưng nha. Mắc cười quá ha. Ê
Đây cái này tính ra là đẹp hơn nè. Nó nhỏ, nó vừa con cá. Đây, xong rồi bây giờ mình sẽ lấy cái nắp này mình đậy lên để mình đem mình đi hấp. Tên tên. Đậy nắp lại xong rồi bây giờ anh Khoa sẽ ghim cố định nó nha. Thế thường nó vuột, anh dùng cái tăm nha. Để nguyên cây đi anh. Ừ, cây nó dài quá. Cây để nguyên cây đi nặng hồi mình tháo cho dễ. Ừ, nghe đúng rồi nha. Lỡ rồi. Cây nó dài lắm em ơi. Cây để nguyên cây đi anh. Cho nó sâu sâu để hơi em sợ nó vuột. Rồi vậy đi, hồi mình tháo cho dễ. Ghim hai bên luôn. Mình ghim hết hai trái luôn nha cả nhà. Nhìn mắc cười quá. Rồi anh ghim đi. Nước mình đã bắt xong rồi nè. Giờ mình sẽ bỏ bầu vô. Nguyên trái gì luôn. Bỏ nguyên trái vô luôn đi anh ơi. Thôi anh ghim nhìn mắc cười quá. Để thôi nó vuột ra. Mình để vậy cho nó chắc, nó không có vuột cái nắp ra. Rồi bây giờ mình sẽ hấp nha cả nhà. Mình sẽ hấp hai con cá này trong nửa tiếng 30 phút. Chụm vô. Đây cá mình hấp nãy giờ cũng được nửa tiếng hơn rồi. Wow. Cái bầu của mình nó mềm ra luôn rồi nè cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ nhắc xuống nha. Đây mình nhắc xuống hồi nãy giờ rồi nè. Giờ mình sẽ lấy ra. Ồ nó hơi nóng cả nhà ơi. Đây. Vô đây. Một trái bít cái mâm rồi. Mình lấy trái này ra luôn. Trái này nó non hơn cho nên nó hơi mềm hơn nè. Nóng quá luôn. Còn hấp cá lóc của mình lấy ra rồi nè. Đây mình ăn với rau sống nha cả nhà. Ở đây thì mình có nước mắm. Nước mắm ngọt hả anh? Nước mắm ngọt, chua chua ngọt ngọt, tỏi ớt. Rồi bây giờ anh khui cá đi. Tin tin tin. Cút lên. Cái gì cái này chen nhanh lắm. Rồi khui ra. Khui thử coi. Ơi nóng quá, nóng nghe. Anh mở tế bầu ra đi. Wow. Wow. Con cá của mình nè. Thơm quá à. Trời ơi đã nước kìa. Nước kìa quá trời nước luôn cả nhà ơi. Ngọt ngay luôn đó. Nước này ngọt lắm nè. Mà lem mà lem. Cái kia luôn rồi anh. Cái đó mình để lên luôn đi, để lên cao thôi. Lên cao luôn. Không héo đâu. Mình coi con kia, mình quan sát con kia thử làm sao. Con nào đẹp hơn? 1, 2, 3. Khui. Wow. Con đẹp nào quá. Cũng đẹp như nhau. Cái vầy của nó nè. Bung lên đẹp chưa? Mình cắt ra là nó bung lên nè. Thôi bây giờ hai vợ chồng mình sẽ xơi hai con cá này. Và đây mình đã chuẩn bị ba bịch bánh tráng mềm cho anh nè. Yeah. Ngoài trời thì tối luôn rồi cả nhà, em hấp xong em. Con cá là tối luôn rồi. Rồi anh ăn trước đi anh ơi. Sẽ là tiết mục anh chỉ cho em ăn nha. Rồi anh chỉ em ăn đi. Rau nè, cộng salad trước nha. Ôi. Wow. Anh lấy ngay miếng bánh tráng đó, nó bị bể rồi kìa. Một miếng rau thơm đi anh. Rau thơm. Em biết anh thích tía tô, em gấp thích. em lặt quá trời tía tô luôn. Bây giờ lấy cá nha. Gấu cái này là phải lấy thịt. Được không? Em gấp cho. Được. Đó. Ôi, miếng cá nè. Cá lóc đồng rất là ngon luôn. Thì dạ. Nút nuốt á. Ui già luôn á. Khoái khoái chạy nước miếng phải không? Khoái khoái. Mình ăn gì cho nó đủ vị. Cho nó nguyên vị của nó, nguyên hỷ của nó. Rồi chấm vô đây luôn đi. Có hai đứa mình, hai vợ chồng. Chấm chấm, để lấy cái chén. Ngủ cả. Chung được, ăn chung không sao đâu. Lấy chén hứng thôi. Đây, mời cả nhà nha. Ôi, ôi, sao cắn nó không đứt ta. Cắn khô. Ngon không? Nó ngọt. Ngọt lắm hả? Em cho anh ăn tía tô anh nữa đúng bài nữa hết luôn. Em cũng khoái tía tô nữa. Tía tô ăn không? Là giải cảm mà tốt cho cơ thể nữa. Cá nó béo mà nó ngọt nha. Béo lắm hả? Ừ. Ồ nhìn là cả nhà con cá dẻ thịt ra. Cá đồng cái thịt nó sao anh? Thịt nó chắc hơn không? Trắng. Thịt nó chắc mà nó ngọt hơn. Mà nó không có tanh nhiều đúng nữa rồi, cả nhà. Ồ anh chấm lia lịa luôn anh. Mời cả nhà nữa nha. Ngon không?
Ngon. Không nói nên lời luôn hả? Rất là ngon. Thôi cho em một miếng đi. Đây, cho em một miếng tráng. Ừ. Hèm dữ lắm em à. Cái này phải lấy hai miếng đi em. Hai miếng cũng được, bánh tráng này bánh tráng này em hả? Bánh tráng không cần nước nên nó hơi mềm. Một miếng rau. Thèm dữ lắm, thèm không thấy không? Miếng rau này, miếng tía tô. Có tía tô nó mới ngon. Tía tô nhiều nhiều á. Gặp bỏ cho em. Ây dạ. Trời ơi, hồi nôn quá là. Đúng rồi. Tay luôn á. Cẩn thận nghe, gỡ. Ủa, cái lớp thịt thôi. Ủa. Ủa, miếng cá đã quá cả nhà. Ăn từ từ nha, em lười xương nha. Mình không cần bún luôn. Ăn gì cho nó chất. Đậm chất. Ăn gì cho nó nguyên chất. Ăn đi anh. Ăn lười xương nha, cẩn thận nha. Ồ. Nè, từ hồi mua cá hồi sáng, cái chiều làm. Mà hấp nó hơi lâu. Chiều làm xong, hấp xong, tối luôn. Ăn cơm tối. Ủa, cũng không được nữa nè anh. Em đừng xiết quá. Em là em phải xiết. Em có quen. Anh túm túm cho nó dính là xong. Đây nguyên một cuốn luôn. Chấm miếng rồi. Mầm mầm. Mời cả nhà nha. Xì xì. Ăn gì anh sẽ cuốn một cái nữa nè. Ngon không? Để em hưởng hút. Cá thì nó thơm. Quan trọng là cái tía tô. Tía tô cũng thơm, cá nó mềm, nó béo. Ngọt ghê á. Hai vợ chồng chấm đại đi. Ăn gì cho nó ngon. Dị xương à. Lấy anh, em lấy anh thấy dính. Gỡ được, lừa được, không sao. Ngon quá cả nhà ơi. Ướp hành tỏi phơi á, nó thơm. Có tiêu á, ăn trúng hột tiêu nó không thơm. Nó không có tanh con cá cả nhà. Lại cá lóc đồng mà. Đúng rồi, ăn cá này em làm. Con cá đồng nào cũng vậy, cá trê đồng cũng vậy. Nó không có tanh giống cá nuôi, mà nó chết nữa. Mà hấp trong cái bầu ra nước ngọt ra á. Em ăn thử bầu quá ngọt không? Thấy cái muỗng à. Mình sẽ dít thử một miếng bầu, một miếng thịt. Lấy cái muỗng. Lấy cái muỗng em cắt đi. Mình sẽ dít thử một miếng thịt bầu mình hấp như thế này. Coi coi nó ra sao nha cả nhà. Đây mời cả nhà một miếng bầu. Ngọt không? Ngọt. Nó ngọt cái vị tự nhiên của nó á. Ngon quá. Ngon hả anh? Không nói phát biểu được. Ngon quá à. Cái nướng gà ngọt ghê. Cho em một miếng bánh tráng nữa đi. Hồi nãy mình chỉ ướp cũng sơ sơ thôi mà tại con cá nó ngọt. Không, nhưng mà mình phải ướp đủ vị vậy nó mới thấm, nó mới ngon cá. Ngon quá. Ăn đi anh ơi. Ngon thật con, rồi cho anh đi. Anh thử một miếng bầu nha. Ăn đi. Thế giới này là của anh. Anh có quyền ăn. Anh cứ việc anh ăn. Ngọt, cái kiểu tự nhiên của nó, nguyên chất của nó. Thường khi bầu mình bào ra, mình gọt ra, mình nấu, mình nêm nếm á. Có không hành. Cái vị nó khác. Nãy bỏ hành vô. Nói chung là nghe đồn rất nhiều cái món này nhưng mà đây là lần đầu tiên nha cả nhà. Quên giới thiệu với cả nhà, đây là lần đầu tiên anh mình được ăn cái món này luôn. Anh được ăn lần thứ hai rồi nhưng mà lần trước ăn có chút chiếu. Vậy hả? Anh ăn ở đâu? Hồi đó bạn anh làm cho anh ăn. Đây là lần đầu tiên chính tay mình làm mà mình ăn luôn. Hồi đó giờ là mình chưa được ăn, mình nghe nói nhiều phải không? Nghe nói là món cá lóc hấp bầu mà mình chưa. Nay nhờ anh dít cái làm sống xương. Có đợt anh ăn cái xương, em ăn cái thịt. Cho anh nhường cho em á. Cái lần xương sống xương quá. Bụt cũng
Bộ cụm hổm này nó làm biến cả nhà ơi. Nó giờ nó ham ăn xúc xích không à. Cho nó ăn xúc xích chứ giờ nó ham ăn xúc xích không à. Kêu nó lên đây nó không chịu lên. Mốt phải huấn luyện lại nó. Anh cuốn nữa. Dễ thương quá anh. Thương quá. Thích ghê. Lâu lâu mới ăn mấy cái món độc lạ này ngon ha. Mình nghe nói nhiều rồi nhưng mà ăn ngon thật. Lại là xương nữa. Ăn cái món này đặc biệt. Ăn phải từ từ, chậm rãi nha cả nhà. Này ngốn nuốt là dính xương mất. Mắc cổ á. Mắc cổ liền. Nhưng mà anh nghĩ món cá này cũng nhiều người không thể ăn được. Bởi vì xương. Có nhiều người ta ngại xương lắm. Cá lóc này cái xương lưng với cái xương bụng. Cái xương vây lưng nhiều. Nói chung là nó cũng có xương mà nó cũng đỡ hơn những loại con cá. Có loại cá gì ta? Xương nó hình chữ Y. Chữ Y cá dài mè, cá mè. Con là ngồi gỡ là mê ly luôn á. Con nấu ăn món này thôi ngồi dòm luôn á. Nhưng mà thịt con cá nó sẽ cũng rất ngọt. Không nha, nhưng mà những con cá mà nhiều xương á là thịt nó sẽ ngọt. Làm như cái gì? Trời sinh ra là đã như vậy. Cho em một miếng nữa đi. Thôi anh ăn đi. Rồi đó lấy giùm anh đi. Một lần là phải kẹp hai miếng. Cái này nó mềm quá. Hơi bị xương nè. Nãy em bị xương. Khoái một tí tô ghê á. Thơm. Nhưng mà nhiều người tí tô này ăn không được đâu nha. Ai thì khoái tí tô. Tí tô ăn không cũng ăn được. Bây giờ em với anh ở chung nhà là đúng rồi. Tí tô nó thơm. Tí tô này mà mình chấm thịt kho rồi ha. Là mình ăn khỏi nói. Sao rau không vậy anh? Ăn rau nhiều tốt. Vì chỗ nào không có xương ta. Được. Anh ăn đi. Ăn ăn, thuốc ăn ăn. Ồ, anh coi chừng anh cũng cẩn thận xương á. Anh ăn cái này, không có xương. Cái gì vậy? Cộng hành. Cộng hành có xương. Ôi trời, con gì vậy? Cộng hành có xương nữa là coi như thua luôn á. Cuốn vô anh ơi. Tôi gớt rồi anh ơi, cứu em. Được không? Cuốn giùm cho. Cái tay anh bự lắm, để như cái anh cuốn luôn. Ăn nữa đi anh. Ngon. À không cuốn không? Em biến rồi. Sao vậy? Ăn vậy cho nó ngọt hả? Dạ anh gấp thịt anh ăn cho nó ngọt. Ngon quá. Đó, chừa em thịt đó. Mình sẽ gỡ cái này. Anh gỡ tay luôn nha, anh gỡ tay luôn nha, anh bóc cái xương nha. Gỡ xương cho em hả? Gỡ xương chịu. Thôi ăn đi, em ăn gỡ cái gì? Tém tèn. Ăn chừng mắc cổ đó. Ăn xương đi, ý lộn. Ăn thịt đi. Ngon quá. Không. Anh ăn gà, ăn vịt cái gì cũng ăn có xương không? Bây giờ anh ăn thịt nạc hết trơn. Nó không ngán. Nó ngon, nó không ngán. Nó lại béo hơn chứ. Gà là mình ăn là mình lựa nè. Cánh. Chân. Đầu. Anh không vợ thích ăn thịt nạc. Con gà nha, cái thịt như cái ức đó nha. Không bao giờ đụng tới. Nhưng mà có khi anh ăn. Biết khi nào không? Anh đi đám tiệc anh sang. Hai vợ chồng mình đã hưởng thức xong cái món cá lóc hấp bầu rồi cả nhà. Hết cá mà hết bầu luôn cả nhà. Anh Khoa anh cạp hết bầu luôn rồi. Vậy con này mình để lại nha. Giờ ăn nữa ăn sẽ không hết đâu. Lần đầu trải nghiệm thật là thú vị. Thú vị hả? Anh thì được lần thứ hai nhưng mà lần đầu anh ăn được có chíu chíu à. Bây giờ chứ lần đầu mình ăn được món này thì không làm mình thất vọng cả nhà ơi. Tuyệt vời đúng không? Quá là ngon luôn. Cá nó quá ngọt. Bầu nó cũng ngọt nữa. Cả nhà hãy làm thử cái món này đi, tuyệt vời lắm. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video của hai vợ chồng mình ngày hôm nay nha. Mong cả nhà luôn ủng hộ kênh của hai vợ chồng mình nha. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại.